ngày 14 tháng 3 năm 2020, Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Xoan ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, cho biết chồng bà là ông Nguyễn Văn Chất rời nhà cùng chiếc xe Honda biển kiểm soát 99N3876 từ hơn một ngày trước đến nay chưa trở về. Gia đình đã nhiều lần gọi vào số máy của ông Chất tìm kiếm ông ở nơi làm việc cũng như nhiều địa điểm khác nhưng không có kết quả. Theo thông tin của chị Xoa cho biết là anh Chất là có cái tiền sử bị động kinh. Cái việc đầu tiên là chúng tôi chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát hình sự hướng dẫn gia đình là lợi dụng cái thông tin trên mạng, tức là làm cái thông tin truy tìm người trên mạng, trực tiếp soạn thảo nội dung và đề nghị gia đình cung cấp hình ảnh, đưa lên trên mạng để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Chúng tôi nhận định rằng anh đi hơn một ngày mà không tin gì, vì anh đã có tiền sử bị cái bệnh động kinh. Thì lúc đấy là chúng tôi hội ý và có thể dự đoán là nếu không may thì sẽ có điều chẳng lành xảy ra đối với anh này. Vì cái động kinh đột ngột xảy ra, có thể anh sẽ ngã vào bụng hoặc vào chỗ nào đó, kể cả ao, sẽ dẫn đến cái khả năng rất dễ có cái khả năng được tử vong. Tôi lại chỉ đạo tiếp lực lượng là ra cái thông báo truy tìm về anh Chất, truy tìm về đặc điểm nhân dạng anh Chất, ảnh và kể cả xe để thông báo trên các địa phương. Cùng lúc với việc ra thông báo tìm kiếm nạn nhân trên toàn tỉnh, thì lực lượng trinh sát hình sự cũng tỏa đi các bến bãi, gặp gỡ nhiều đồng nghiệp của ông Chất trong nghề vận chuyển hành khách để tìm kiếm thông tin. Song song với đó, một tổ trinh sát khác tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera an ninh từ nhà nạn nhân đến ngã tư thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, nơi ông Chất hàng ngày vẫn dừng xe chở khách. Mọi cung đường dẫn tới nơi làm việc của ông Chất cũng được các trinh sát tiếp cận, thu thập hình ảnh từ camera. Kết quả là một đồng nghiệp với ông Chất cho biết, khoảng gần 15 giờ ngày 13 tháng 3, ông Chất có chở một vị khách là nam giới, nhưng đi đâu thì không rõ. Gần như cùng lúc tổ trinh sát rà soát theo hướng camera an ninh, cũng thu nhận được một đoạn hình ảnh về người đã lên xe ông Chất chiều ngày 13 tháng 3. Đặc điểm nhận dạng của người đàn ông đã tiếp xúc với ông Chất trong chiều ngày 13 tháng 3 nhanh chóng được Công an huyện Gia Bình tổng hợp để làm căn cứ rà soát xác minh. Mục đích Công an huyện Gia Bình tổ chức tìm kiếm thông tin về người đàn ông nói trên vào thời điểm này chỉ nhằm hỗ trợ cho công tác tìm kiếm ông Chất. Biết đâu vị khách này sẽ giúp hé lộ manh mối về sự biến mất đầy bí ẩn của ông Nguyễn Văn Chất. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng và nỗ lực rà soát xác minh của Công an huyện Gia Bình, không một ai biết hay có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào dù nhỏ nhất liên quan đến người đàn ông mà cơ quan công an đã thu thập được từ camera. Việc điều tra theo hướng camera an ninh dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ thu được hình ảnh của ông Chất và vị khách tới địa phận Cầu Hồ, tỉnh Bắc Ninh thì mất dấu. Nhiều ngày sau đó, gia đình và công an huyện Gia Bình vẫn kiên trì tìm kiếm nạn nhân bằng nhiều cách nhưng tung tích về ông Chất vẫn bặt vô âm tín. Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020, Công an thị xã Từ Sơn nhận tin báo về việc một tử thi chưa rõ danh tính được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc km 14 tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại cái địa bàn phường Đình Bảng vào cái thời điểm đó thì cũng có rất nhiều các đối tượng nghiện
mà thường hay bị chết do cái tình trạng là sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến sốc thuốc. Nên ban đầu thì một số cán bộ có cái thông tin và nghi vấn là do cái sốc thuốc và cái chết không có bất thường. Thế tuy nhiên thì theo cái quy định của pháp luật và cái hoạt động công tác điều tra ở tại địa bàn thị xã thì bất luận trong trường hợp nào khi phát hiện tử thi thì lãnh đạo cơ quan điều tra đều phải trực tiếp xuống hiện trường. Thì quá trình xuống hiện trường quan sát thì chúng tôi nghi vấn rằng là cái chết này nó có cái điều bất thường, không như những cái chết do cái tình trạng sốc thuốc khác. Nhận định của công an thị xã Tử Sơn dựa trên cơ sở một người tử vong do sốc ma túy thì không thể tự chùm bao tải dứa từ đầu tới ngực rồi lăn xuống mương nước, khả năng đã có sự tác động từ một ai đó lên tử thi. Chỉ với từng đó chi tiết cũng đủ cho thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, và ngay lập tức công an thị xã Tử Sơn đã báo cáo lên giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, hai lực lượng chuyên trách gồm cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự theo sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với công an thị xã Tử Sơn điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Nhận định của công an thị xã Tử Sơn về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng càng được củng cố sau khi lực lượng kỹ thuật hình sự công bố trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương xuyên thấu vào trong khoang lồng ngực, làm đứt các nhu mô phổi gan. Ngoài ra, vùng đầu nạn nhân còn có vết thương nhưng không làm tổn thương hộp sọ. Điều này có nghĩa là tác động vào vùng đầu không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nguyên nhân chết đối với nạn nhân ấy, thì là chủ yếu là do tình trạng mất máu cấp dẫn đến tình trạng suy hấp suy tuần hoàn của nạn nhân. Và nạn nhân nhận định là nạn nhân chết trước khi mà nạn nhân bị thả xuống nước. Điều này cũng có nghĩa hiện trường phát hiện tử thi chỉ là hiện trường giấu xác nạn nhân, còn hiện trường sát hại nạn nhân chắc chắn không xa khu vực km 14 tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn chạy qua phường Đình Bảng, thị xã Tử Sơn. Song song với công tác khám và giải phẫu tử thi thì việc khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm thu thập thông tin từ người biết việc và rà soát camera xung quanh khu vực hiện trường cũng được lực lượng công an giáo diết thực hiện. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đã được xác định. Tính chất của vụ án bước đầu được nhận định là giết người. Nhưng vì nguyên nhân gì thì chưa biết chính xác. Cơ quan điều tra lúc này dồn mọi tâm trí để trả lời câu hỏi nạn nhân là ai. Bởi trả lời được câu hỏi này thì mới mở ra hướng đi tiếp cho việc điều tra làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, ngặt một nỗi là tử thi đã phân hủy mạnh, rất khó để nhận diện bằng mắt thường. Không những vậy, quá trình khám nghiệm hiện trường cũng không thu được bất kỳ dấu vết hay vật chứng nào giúp hé lộ manh mối danh tính nạn nhân. Tại hiện trường thì tôi cũng phân công tổ công tác đi rà soát xung quanh và hỏi tin tức của các hộ dân xung quanh. Nhưng vì là tại xung quanh hiện trường nó là khu đường sắt đường tàu và khu đất trống, nó rất là vắng, xa dân cư nên là hầu như là người dân là không có thông tin gì về cái vụ việc đấy. Thông tin về vụ việc nhanh chóng được thông báo tới tất cả các huyện thị thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục đích tìm kiếm công dân mất tích có đặc điểm giống với tử thi xấu số phát hiện tại Từ Sơn. Kiên trì chắt chiu từng dấu vết nhỏ nhất trong suốt quá trình khám nghiệm tử thi thì lực lượng kỹ thuật hình sự bước đầu thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Còn 3 đầu ngón là có thể là xử lý lăn tay được. Thế thì chúng tôi chắt chiu lăn tay, và với các tài liệu và chỉ bản cung cấp thì chúng tôi đã giám định tại hiện trường, xác định được nhân thân của cái nạn nhân xấu số này. Vừa lúc công an huyện Gia Bình có phản hồi,
về việc một nam công dân của huyện mất tích 14 ngày trước có đặc điểm trang phục tương đối giống với nạn nhân phát hiện tại Từ Sơn, thì bộ phận tàng thư của Công an tỉnh Bắc Ninh cũng thông báo dấu vân tay thu được từ tử thi phù hợp với dấu vân tay của công dân Nguyễn Văn Chất, sinh năm 1972, ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tổng hợp thông tin từ Công an huyện Gia Bình và kết quả điều tra xác minh cho tới lúc này, cơ quan công an kết luận nạn nhân xấu số là ông Nguyễn Văn Chất, người đã mất tích tại huyện Gia Bình vào ngày 13 tháng 3. Với việc không một tài sản nào của ông Chất được tìm thấy tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định ông Chất bị sát hại nhằm cướp tài sản. Từ những vết thương đồng dạng cùng kích thước trên cơ thể của ông Chất, kết hợp với đoạn hình ảnh mà Công an huyện Gia Bình đã thu thập được trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, cơ quan điều tra tin rằng hung thủ chỉ có một và khả năng cao là người thanh niên ngồi sau xe máy của ông Chất chiều ngày 13 tháng 3 có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Sau khi xác định được tung tích của nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chất, thì cái kế hoạch điều tra tôi đặt ra là phải nhanh chóng xác minh các cái mối quan hệ của nạn nhân. Và đồng thời là phải xác định được cái lịch trình di chuyển của nạn nhân, cũng như là cái điểm xuất phát của nạn nhân trước khi bị mất tích. Hiện trường vụ án mà chúng tôi phát hiện và kính là nơi xảy ra vụ án đấy, là đây là một cái khu vực giáp với cánh đồng. Khu vực đường tàu là một nơi vắng vẻ, và địa bàn khu vực Thịnh Nang của Đình Bảng là cũng là một nơi là rất là phức tạp với các đối tượng hình sự, và trong đó là cái khu vực đấy là rất thuận lợi cho những cái đối tượng sử dụng ma túy kể cả ngày lẫn đêm. Thế đâm ra chính vì cái địa điểm mà chúng tôi phát hiện, địa điểm gây án ấy, là chúng tôi nhận định nhiều là rất khả năng là cái đối tượng nghiện, đấy, khả năng nhiều là đối tượng nghiện. Thế chính vì vậy mà chúng tôi dưới sự chỉ đạo của đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra là tập trung sâu vào những cái đối tượng nghiện ma túy trong địa bàn và ngoài địa bàn. Để xác minh các mối quan hệ và thời gian biểu của nạn nhân trước thời điểm mất tích, thì một tổ những điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm của phòng cảnh sát hình sự đã về Gia Bình phối hợp với công an huyện tiến hành rà soát. Tại thị xã Từ Sơn, ban chuyên án cùng lúc cho triển khai nhiều tổ trinh sát tiến hành rà soát tất cả các cửa hàng mua bán xe máy, cầm đồ để truy tìm theo hướng tài sản bị đánh cắp của nạn nhân. Đồng loạt kiểm tra hành chính các khu trọ nhà nghỉ trên địa bàn nhằm phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Nhiều đối tượng hình sự từng liên quan tới ma túy ở địa bàn cũng được rà soát, thậm chí bị triệu tập tới cơ quan công an để lấy lời khai về thời gian biểu. Công tác rà soát hình ảnh camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường và toàn bộ cung đường ra vào hiện trường tiếp tục được đẩy mạnh. Một số địa bàn giáp danh với thị xã Từ Sơn cũng được ban chuyên án cử cán bộ tới rà soát nắm tình hình, phòng trường hợp đối tượng gây án đến từ địa phương khác. Anh em và trực tiếp tôi đã tham gia, thứ nhất là rà soát trên các địa bàn giáp danh như bên một số xã bên Đông Anh như Vân Hà, Liên Hà, rồi là Dục Tú, rồi bên Gia Lâm, Ninh Hiệp, rà soát đối tượng. Cái địa bàn thị xã Từ Sơn cũng là địa bàn giáp danh, rất nhiều đối tượng từ nơi khác đến. Sau khi chúng tôi đã trực tiếp làm việc với các công an xã phường bên giáp danh, thì sau đó thì chúng tôi cũng không có một cái tài liệu gì để xác định là đối tượng khu vực đấy. Kết quả rà soát các mối quan hệ của nạn nhân tại huyện Gia Bình không nổi lên nghi vấn gì, vì vốn dĩ ông Chất không có nhiều quan hệ xã hội. Mặc dù vậy, cơ quan điều tra vẫn kiên trì với nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về vị khách đã lên xe nạn nhân vào chiều ngày 13 tháng 3 tại thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình. Yêu cầu của ban chuyên án đặt ra là phải rà soát đến từng hộ gia đình ở khu vực thị trấn Đông Bình, để cũng như là rà soát kỹ các mối quan hệ của nạn nhân.
rà soát dựng lên các cái đối tượng nghi vấn, nhất là các đối tượng nghiện, đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng thanh niên hư hỏng trong diện rà soát, trong diện siêu tra của công an của công an huyện Gia Bình cũng như là của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh. Quay trở lại thị xã Tử Sơn, sau nhiều nỗ lực kiên trì thì cơ quan công an đã thu thập được một đoạn hình ảnh từ một nhà xưởng gần khu vực hiện trường. Đặc điểm của hai người ngồi trên xe máy tương đồng với đoạn hình ảnh mà công an huyện Gia Bình đã thu được vào ngày ông Chất mất tích. Đoạn hình ảnh ghi lại lúc 15 giờ 44 phút ngày 13 tháng 3 năm 2020 cho thấy nạn nhân bị điều đến khu vực đường tàu. Đối tượng từ phía sau dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào mạng sườn phải của nạn nhân trước khi xe máy và cả hai người cùng đổ xuống đất. Sau khi dọn dẹp sơ qua hiện trường, đối tượng lấy mũ bảo hiểm và xe máy của nạn nhân rời đi. Việc thu thập được đoạn hình ảnh trên vô cùng có ý nghĩa bởi nó chứng minh nhận định của cơ quan điều tra về người thanh niên đã bắt xe của ông Chất trong chiều ngày 13 tháng 3 có liên quan đến cái chết của nạn nhân là hoàn toàn chính xác. Manh mối vừa mở ra đã giúp lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh giải tỏa được phần nào tâm lý căng thẳng suốt từ khi tiếp nhận thông tin ông Nguyễn Văn Chất mất tích. Mặc dù vậy, vẫn còn một câu hỏi hóc búa phải nhanh chóng có lời giải. Đó là danh tính của người thanh niên đã lên xe của ông Chất. Để trả lời câu hỏi này, cơ quan điều tra chỉ có trong tay duy nhất điểm bấu víu, chính là nơi đã ghi nhận hình ảnh đầu tiên của đối tượng ở thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình. Các điều tra viên chia nhau đi từng ngõ, gõ từng nhà khắp thị trấn Đông Bình để xác minh thông tin về đối tượng của vụ án. Tuy nhiên, kết quả mà các anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu xua tay. Vào đúng thời điểm tuyệt vọng nhất thì một tia sáng leo lét hiện lên làm sáng bừng tâm trí của những người làm án. Một công dân ở Điện Biên tới huyện Gia Bình làm việc sau khi quan sát tấm ảnh do công an cung cấp cho biết đã từng có thời gian làm việc cùng thanh niên trong ảnh tại xưởng Hàn Xì trên đường Lê Văn Thịnh, thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã xác định được vị trí mà người dân cung cấp. Làm việc với chủ cơ sở trên thì người này cho biết đối tượng trong ảnh tên là Lò Văn Mính, quê ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Mính được nhận vào làm thuê tại xưởng tầm 10 ngày đầu tháng 3 năm 2020. Ngày 13 tháng 3, Mính xin nghỉ việc, sau đó đi đâu không ai rõ. Hàng trăm cái tên Lò Văn Mính ở huyện Điện Biên đã được công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với công an tỉnh Điện Biên dựng lên, ra soát loại dần và cuối cùng tập trung vào một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất là Lò Văn Mính, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại bản Yên Cang, xã Sa Mấn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Mính là đối tượng nghiện ma túy, từng hai lần chấp hành án phạt tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy vào các năm 2010-2016. Để tìm được đối tượng thì chúng tôi phải tiến hành qua những các cái biện pháp và xác định đối tượng hiện nay đang ở quê. Từ trung tâm của tỉnh Điện Biên đến nhà đối tượng khoảng gần 40 cây nữa mà đường rừng, báo cáo chí rất khó khăn vất vả. Chính vì vậy là cái tổ trinh sát của Điện Biên phải xuống làm việc với công an huyện sở tại trước, sau đó là chúng tôi áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ, đồng thời nữa là giao nhiệm vụ cho BC02 là khẩn trương trong đêm đấy, nhưng mà phải đi đường rừng, đi đường khó khăn lên Tây Bắc như vậy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt.
lực lượng truy bắt nhanh chóng bao vây nơi ở của Lò Văn Mính. Kẻ thù ác bị bắt giữ, sau đó bị di lý về Bắc Ninh để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, trước các bằng chứng là những đoạn hình ảnh mà lực lượng điều tra đã thu thập được từ các camera an ninh, thì Lò Văn Mính đành tâm phục khẩu phục, thừa nhận hành vi. Hơn 2 giờ chiều ngày 13 tháng 3, Lò Văn Mính đi từ nơi làm thuê tới một ngã tư ở thị trấn Đông Bình. Tại đây, Mính gặp ông Nguyễn Văn Chất đang ngồi chờ khách. Mính thuê ông Chất chở tới thị xã Từ Sơn. Trên đường đi, đối tượng nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Vì từng có thời gian sử dụng ma túy tại khu vực đường tàu thuộc khu vực Chùa Dận, biết địa điểm này rất ít người qua lại, nên Lò Văn Bính đã khống chế, điều nạn nhân tới đây, rồi dùng dao thủ sẵn trong người, bất ngờ đâm nạn nhân. Sau khi nạn nhân không còn phản ứng, thì đối tượng lục lọi tài sản rồi tẩu thoát khỏi hiện trường cùng chiếc xe máy của ông Chất. Cũng trong buổi chiều ngày 13 tháng 3, Lò Văn Mính đã bán chiếc xe máy của nạn nhân để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Tối cùng ngày, Mính quay lại hiện trường, cho xác ông Chất vào bao tải, kéo dê qua đường tàu rồi đẩy xuống mương nước. Sau đó đối tượng bắt xe về Điện Biên. Tội ác phi nhân tính của Lò Văn Mính đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ vẫn đang gieo rắc hoặc đắm chìm giữa những làn khói trắng. Kết quả điều tra thành công vụ án một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và tài trí của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác đấu tranh với tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Khi người dân báo các vụ chết người thì với vai trò xuống xã tôi triển khai thứ nhất huy động toàn bộ lực lượng công an xã để đến để phối hợp, và hai là báo với trực tiếp cho lãnh đạo công an huyện. Sáng ngày 31 tháng 5, sau khi nhận được tin báo của công an xã Đà Reng về vụ giết người phát hiện nạn nhân chết và mương, trên người có nhiều vết đâm, thì cái vụ việc xảy ra nó làm hoang mang dư luận ở một cái thôn làng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì sau khi tiếp nhận tin báo của công an xã Đà Reng, lãnh đạo công an huyện Chư Bứ đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai, và một mặt đã cử tổ công tác phối hợp việc với viện kiểm sát nhân huyện Chư Bứ, công an xã Đà Reng tiến hành kiểm tra xuống hiện trường để rà soát, điều tra xác minh vụ việc. Hiện trường vụ án được xác định là ngã 4 đường liên thôn, khu vực thường xuyên có người qua lại. Nạn nhân Kaso Kiok, sinh năm 1996, trú tại thôn Tung Đao, xã Ia Drang, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, được phát hiện tử vong ở tư thế nằm sấp, úp mặt. Đầu và mặt bê bết máu, trên người có nhiều vết đâm bờ mép sắc nhọn.
thân trên mặc áo thun ngắn tay, quần jean màu đen. Phát hiện một vết máu kéo dài 11,2m trên mặt đường. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng từ 20 giờ đến 22 giờ đêm hôm trước. Chúng tôi là ngay lập tức đã đến hiện trường. Là lúc này thì đã có rất là nhiều người dân tới để xem, tò mò để tới xem hiện trường. Thế nên lúc này thì cái công tác mà bảo vệ hiện trường, mà bảo vệ cái tính nguyên vẹn của hiện trường là rất là quan trọng. Vì vậy là chúng tôi đã phối hợp với công an xã sử dụng các trang thiết bị là khoanh vùng hiện trường lại, và đồng thời cũng xem xét đánh giá các ban đầu về các dấu vết tại hiện trường. Nhận định đối tượng và đánh giá đối tượng thì chúng tôi đã cũng thực hiện rất nhanh. Mặt là báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, rồi là phối hợp với phòng hình sự. Thì chúng tôi tiến hành rà soát nhanh các đối tượng trên cơ sở các lời khai của người làm chứng, rồi là quá trình mối quan hệ của nạn nhân. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Chư Pư, Công an xã Ea Drang, đồng thời thông báo vụ việc đến Công an các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm phối hợp điều tra, truy xét các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan. Thì Phòng Kỹ thuật Hình sự là cử một tổ khám nghiệm hiện trường là có cái năng lực trong cái việc là khám nghiệm hiện trường các cái vụ trọng án, đồng thời thì cũng cử một tổ bác sĩ pháp y là có kinh nghiệm trong cái việc là xác định các cái dấu vết mà hình thành dấu vết ở bên ngoài cơ thể. Thế thì đến tại hiện trường á, thì chúng tôi là cũng thực hiện theo các cái biện pháp nghiệp vụ là khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ, khách quan, và cũng thu được một số cái dấu vết đặc biệt quan trọng. Công an xã cũng như là thôn làng cung cấp thì nạn nhân là thanh niên lớn lên nhưng mà lười lao động, thường xuyên uống rượu bia, gặp đâu là người ta cũng gia đình người ta không mời những cái vào, uống xong là ngủ ngoài đường ngoài xá. Tuy nhiên là cũng rất là theo là chính quyền địa phương cho biết thì anh này cũng không chủ động gây gổ với ai. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị sát hại bằng vật sắc nhọn, hung thủ tấn công vào vùng cổ, bụng và lưng với mục đích quyết tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân, dẫn đến mất máu, nhiễm trùng và tử vong. Ngoài ra trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Hiện trường chính bên vệ đường có để lại vết máu kéo dài đến mương nước. Đánh giá sơ bộ, lực lượng điều tra nhận định có khả năng nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn thủ tức, tranh chấp kinh tế, hoặc cũng có thể liên quan đến ghen tuông tình ái. Hung thủ ra tay sát hại nạn nhân, sau đó kéo thi thể xuống mương nước nhằm phi tang, che đậy hành vi phạm tội. Đi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân. Địa bàn đó thì là người xung quanh là toàn là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình rà soát thì các người dân địa phương xung quanh thì không cung cấp được thông tin gì. Các đối tượng thì đã đi làm ăn xa hết. Mở rộng khám nghiệm hiện trường để hy vọng tìm được manh mối. Không ai kỳ vọng, lực lượng kỹ thuật hình sự thu giữ được một cây kéo dính máu, nghi là hung khí liên quan đến vụ án, cách mương nước nơi phát hiện thi thể của nạn nhân khoảng 50 mét. Tuy nhiên, không có dấu vết gì cụ thể để truy được thủ phạm. Trong khi đó, khu vực này không có camera giám sát. Đây thật sự là những khó khăn khách quan mà lực lượng phá án phải đối diện. Không để thời gian trôi đi lãng phí, Ban chuyên án phân công nhiệm vụ cụ thể và cử các điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc điều tra, phối hợp với công an xã Ea Drang lần tìm manh mối liên quan đến vụ án. Một tổ công tác tập trung lên danh sách sàng lọc hồ sơ của các đối tượng hình sự trong diện quản lý giám sát. Những thanh thiếu niên hay tụ tập ăn nhậu, không tu trí làm ăn tại địa phương.
rà soát đối tượng quanh hiện trường, đối tượng gần nhà nạn nhân. Mặt khác, trinh sát chia đi nhiều hướng để xác minh các mối quan hệ nạn nhân. Tuy nhiên, do nạn nhân là người dân tộc thiểu số nên việc khai thác, nắm bắt thông tin gặp nhiều khó khăn. Không có mảnh ghép nào rõ ràng để dựng lên được nguyên nhân của vụ án cũng như lai lịch của đối tượng. Chúng tôi trong tổ công tác cũng lưu ý mình hiểu rõ cái đặc tính của người đồng bào. Do đó là chúng tôi là mặc thường phục. Thứ hai là huy động cái hệ thống chính trị ở thôn làng, như già làng, rồi công an viên là người đồng bào dân tộc thiểu số và hiểu biết về họ nên là tiếp cận. Một công việc mất khá nhiều thời gian của các trinh sát và điều tra viên đó là gọi hỏi, thu thập chứng cứ và các tình hình có liên quan đến vụ án. Điều này đòi hỏi sự sàng lọc chính xác, sự phán đoán logic để dựng lại mối quan hệ của nạn nhân. Từ đó, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Với những thông tin thu được, kết hợp với quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban chuyên án đã loại trừ khả năng nạn nhân bị giết cướp, cũng không phải do mâu thuẫn gia đình hoặc do tình ái. Với nhận định này, lực lượng phá án đã chia các tổ trinh sát tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng nghi can theo hướng mâu thuẫn xã hội bộc phát. Phát động quần chúng, thì chúng tôi đi vào tất cả các lực lượng trinh sát phải đi vào từng nhà hộ dân có thể để huy động sức mạnh toàn dân để hỗ trợ công tác điều tra khám phá án. Thì một mặt khác nữa là chúng tôi cử lực lượng trinh sát đi phối hợp với thôn làng, các thôn trưởng để nắm tình hình dư luận, rồi để từ đó chúng tôi có cái manh mối. Trong hoạt động điều tra trọng án, việc đưa ra các đánh giá nhận định về tính chất vụ án, diện hung thủ, động cơ gây án có ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng. Có nhận định đúng thì hướng điều tra mới xác thực và thu được kết quả, làm rõ tội phạm. Nhận định sai có thể đẩy cục điều tra vào bế tắc. Khi lực lượng công an xã chính quy về tới địa bàn xã thì là quan trọng nhất là cái vấn đề vận động quần chúng nhân dân. Thứ nhất là chúng tôi đi sâu, đi sát vào quần chúng nhân dân để nắm tình hình. Thứ hai là nắm được những cái vấn đề nổi lên trong vùng. Đặc biệt là đối với cái người đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng công an xã tập trung vào các diện thanh thiếu niên có biểu hiện là thường xuyên có biểu hiện nhậu nhẹt, uống rượu bia. Thông qua những manh mối mà quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng công an đã nhận định đối tượng là người trong thôn. Phạm vi nghi can được khoanh vùng và những người tổ chức ăn nhậu vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, số lượng người bản địa tổ chức ăn nhậu trong ngày xảy ra vụ án lên đến hàng trăm người. Vậy trong số đó, ai là hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân? Đây là câu hỏi cần ban chuyên án phải trả lời trong thời gian nhanh nhất có thể, tránh trường hợp nghi phạm có thời gian phi tang dấu vết và trốn thoát. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đối tượng nghi vấn rộng, nhưng trước nỗi đau của gia đình bị hại và để trấn an dư luận, công an huyện Chư Pư và các đơn vị nghiệp vụ quyết tâm điều tra, bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật. Một mặt là đánh giá đối tượng đó, nhưng mà đến khi rà soát thì là đối tượng có những biểu hiện lạ, là chúng tôi có những cái động tác tác động tâm lý và dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành đánh nhậu, và đối tượng đã có những cái biểu hiện lộ ra ngoài. Là sau đó thì đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn và chúng tôi xác định được ngay và khoanh vùng sớm nên phối hợp. Qua rà soát thì tất cả các diện thanh niên nhất là có mặt trên địa bàn, rồi những số thanh niên mà
đang ở nhà mà tự nhiên đi địa phương khác, bỏ đi địa phương khác, là tôi nghi vấn. Và những cái mà thanh niên thì trong địa địa bàn thì nó có những có thể phát sinh từ những cuộc nhậu, nên nhậu nhẹt của thanh niên thì tôi cũng phối hợp là rà soát tất cả các cuộc trong địa bàn thôn, rồi tất cả các cuộc trên địa bàn xã để phân loại từ đối tượng nha. Qua rà soát thì đối với địa bàn thì có trường hợp nghi vấn thì đã bỏ trốn địa phương, rồi qua đó chúng tôi phối hợp cung cấp các thông tin quan hệ thân nhân người của đối tượng, rồi người thân đối tượng, rồi cùng các đội nghiệp vụ công an huyện, người công an tỉnh khẩn trương tìm đối tượng. Theo đó, nghi can số 1 có dữ liệu bất minh nhất sau khi vụ án xảy ra là Siêu Qua, sinh năm 1996, trú tại thôn Tùng Đào, xã Ia Dờ Reng, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Đến sáng ngày 1 tháng 6 năm 2022, tổ công tác phát hiện Siêu Qua đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Dương Hòa. Lúc này, y có tâm lý hoảng loạn, cực kỳ manh động. Nơi lẩn trốn là khu vực rộng, dễ thoát thân, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Nhưng bằng quyết tâm đưa hung thủ chịu tội trước pháp luật, tổ công tác đã xây dựng kế hoạch và bắt giữ thành công đối tượng Siêu Qua, không để xảy ra thiệt hại cho lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân. Đối với đối tượng Siêu Qua này thì là cũng thanh niên trong làng, cũng là thường xuyên uống rượu. Các cái đối tượng này thì, nhưng mà thanh niên với cái hành vi nó manh động, nó côn đồ, không suy nghĩ đến cái tình làng nghề xóm, vì là nhà của nạn nhân cũng như đối tượng nó gần nhau. Tuy nhiên là đối tượng đã có sử dụng rượu bia, không kiềm chế và mất nhân tính con người, dẫn đến cái việc mà ra tay rất là dã man. Khó khăn thì như thế, nhưng mà qua cái mấu chốt, qua cái nắm được cái diễn biến tâm lý của đối tượng, cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương, rồi là trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh và các lực lượng trinh sát của công an tỉnh, thì chúng tôi đã nhanh chóng xác định được đối tượng. Và cái việc mà chúng tôi nắm được tình hình về cái mối quan hệ của nạn nhân này, rồi là được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, cũng đó cũng là cái mấu chốt để chúng tôi làm ra. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của đại diện viện kiểm soát, ban chuyên án cũng đã tổ chức thực hiện điều tra để đánh giá lại chứng cứ một lần nữa. Theo đó, những bằng chứng, vật chứng, lời khai của những người biết việc phù hợp với kết quả đấu tranh đối với nghi phạm đủ cơ sở để xác định Siêu Qua chính là hung thủ đã ra tay sát hại anh Ca So Kiok. Thành công của chuyên án đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Chư Pư, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và các cơ quan chuyên môn. Đặc biệt là vai trò nắm bắt địa bàn, khi từ lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm hết chức danh tại công an xã Ia Dờ Reng. Lực lượng công an xã chính quy cũng đóng góp một cái phần quan trọng trong cái việc điều tra xác minh nắm thông tin ban đầu. Vì khi xảy ra vụ việc thì ngoài đến hiện trường, có lực lượng công an xã kịp thời đã rà soát nắm thông tin sơ bộ về cái nhân thân lai lịch cũng như hoạt động của đối tượng, giúp cho cơ quan điều tra là nắm rõ được quá trình diễn biến hoạt động đối tượng để phục vụ với công tác xác minh nó kịp thời, nhanh chóng hơn. Khi đảm nhiệm chức vụ là phó trưởng xã thì luôn luôn chú ý đến cái vấn đề là gần dân. Thứ nhất là gần dân là để nắm tình hình của nhân dân. Thứ hai là nắm được các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thứ ba là nắm được những cái mâu thuẫn xuất phát từ nội bộ nhân dân để mình có cái biện pháp để mình khắc phục, không để cái hậu quả xảy ra.
Thì khi tôi đi xuống địa bàn thì thứ nhất là phối hợp với hệ thống chính trị, các thôn làng. Thứ hai là tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, mình trò chuyện với nhân dân. Và thứ hai là tuyên truyền phổ biến pháp luật để bà con nhân dân hiểu. Qua quá trình bán thì tôi qua quá trình đó là chúng tôi cũng làm thêm một cái trên địa bàn là chấn an dư luận. Cái dư luận rất quan trọng với người địa phương, cùng phối hợp với hệ thống chính trị báo cáo anh chỉ đạo phòng chống tội phạm của xã, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, phối hợp với hệ thống chính trị để làm việc với hai bên gia đình, để tránh tình trạng đau thương thì có thể gia đình nạn nhân có thể lại gây ra những cái vấn đề hành vi vi phạm là khác. Để cái này chúng tôi cũng khẩn trương báo cáo cho lãnh đạo xã rồi động viên rồi tuyên truyền rồi giáo dục cho người ta hiểu, tránh cái tình trạng phát sinh sau cái vụ án này nghiêm trọng này. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2022, sau khi uống rượu với nhóm bạn, Siêu Qua đi bộ đến nhà người quen chơi. Trên đường đi, Siêu Qua gặp anh Ca So Ki Ok, sinh năm 1996. Anh Ki Ok xin thuốc lá, nhưng Siêu Qua không cho. Bực tức và sẵn hơi men trong người, anh Ki Ok đã dùng tay đánh vào ngực Siêu Qua. Lúc này, Siêu Qua đã xô ngã Ki Ok xuống đường, khiến anh chết bất tỉnh. Chưa dừng lại, Siêu Qua còn chạy về nhà lấy một cây kéo rồi quay lại hiện trường đâm liên tiếp vào cổ, bụng và lưng khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã kéo nạn nhân vào lề đường, đẩy xuống mương nước rồi bỏ vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi biết tin công an vào cuộc điều tra, Siêu Qua muốn bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 3 năm 2022, cũng tại địa bàn huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, Ra Lan Giang uống rượu với nhiều người trong làng. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 20 giờ. Sau khi say xỉn, Giang vào nhà và phát sinh mâu thuẫn với gia đình nên bỏ ra chợ dãy ngủ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi đi qua vườn cà phê, thấy một chị phụ nữ đang dọi đèn tưới nước thì dục vọng của Giang nổi lên sau cơn say. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã dùng gậy gỗ đánh nạn nhân, bóp cổ cho đến khi bất tỉnh, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, sợ bị người khác phát hiện, Giang đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe gắn máy, rồi ném xuống giếng nước, đậy nắp bê tông lại nhằm phi tang dấu vết. Hai tuần sau đó, Giang bị công an bắt giữ. Nguyên nhân dẫn đến hai vụ án trên xuất phát từ nhận thức pháp luật của các đối tượng còn trẻ tuổi, thích thể hiện bản thân, thiếu sự giáo dục từ phía gia đình. Và một nguyên nhân không thể thiếu là do uống rượu. Đây thực sự là vấn nạn nhức nhối của xã hội hiện nay, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau hai cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, nó nguyên nhân cũng là rượu bia, dẫn tới rượu bia. Thì là lãnh đạo công an huyện Chư Pư cũng đã có sự chỉ đạo công an xã cũng như làm việc với chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền cho bà con mình, nhất là lực lượng các đối tượng mà thường xuyên uống rượu bia và chấp hành giờ giấc. Và có thể là công an xã sẽ cử lực lượng tuần tra kiểm soát. Ngoài cái việc mà rượu bia gây là nguyên nhân gây ra án mạng thì còn gây ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, các vụ án liên quan đến rượu bia cũng cần được xét xử lưu động, công khai để tăng tính răn đe. Song song việc tuyên truyền, xử lý nghi phạm thì các địa phương cũng cần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số để các thanh niên tránh xa rượu bia, kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật gây ra những án mạng thương tâm.